Ngày hôm nay thì là một ngày phải nói thực sự là quá nắng luôn các bác ạ. Và em lại mang đến cho các bác một chiếc xe trong buổi nắng như thế này. Một chiếc Toyota Fortuner máy dầu các bác nhá. Một dòng xe mà nhìn ai cũng yêu, ai cũng thích luôn. Gầm cao máy khỏe, một mẫu SUV 7 chỗ ngồi rộng rãi tiện nghi, option đầy đủ, đấy, điều hòa mát lạnh luôn. Và đây là một chiếc xe mang biển Thái Nguyên 20A46397. Bác nào mà yêu thích cái dòng Toyota Fortuner, đặc biệt là dòng xe máy dầu, thì thực sự đây là một mẫu xe không thể bỏ qua. Một chiếc xe mang màu sơn bạc rất là đẹp luôn, sạch sẽ ngon lành. Mà em này thì em đang bán cái giá là 520 triệu đồng, có giảm cho các bác nhá. Vâng, xe đẹp mà giá thành thì rơm thơm như muối mít luôn, sạch sẽ ngon lành. Đấy, nội thất xe vẫn còn tươi. Đấy, sơn si đồng sơn xe, ngoại thất bên ngoài ngon. Và toàn bộ dàn lốp của xe vẫn còn tươi rói rói, Bridgestone 4 quả nha các bác nhá, mới tinh tình tình luôn. Xe ngon, bao chất, bao đẹp. Và chiếc xe thì mang biển Thái Nguyên, tư nhân chính chủ biển 20A46397. Form đèn xe này còn cứng luôn. Và em này thì được cái là không có đâm va tai nạn nặng nhá, không ngập nước, máy số là còn zin nguyên. Và chất xe thì cứng. Đấy, điều hòa mát, gầm cao máy khỏe 7 chỗ ngồi. Thế các bác nào mà yêu thích cái dòng xe này thì đây là một cơ hội cho các bác luôn. Và chiếc xe này thì bác chủ bác ấy cũng để ở trong gara hơi lâu rồi. Thế thành ra là bây giờ thì bác ấy bán với cái giá là 520 triệu đồng thôi. Vâng, có giảm bớt cho bác và lại còn đăng kiểm nhá, đăng kiểm mới luôn cho các bác luôn. Xe ngon, bao cứng đẹp. Và bác nào mà yêu thì alo ngay cho em nhá, đừng chần chừ rồi lại tiếc nuối một con xe ngon lành cành đào. Em đang có mặt tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và bây giờ thì bác nào mà yêu thì điện thoại cho em qua số 0869 158926. Giấy tờ hồ sơ là pháp lý là chuẩn chỉ. Đấy, đèn đóm đầy đủ và sạch sẽ. Nói chung là tất cả các option của xe là còn ngon nguyên, sạch sẽ ngon lành cành đào. Đấy, về là chỉ có việc đi thôi. Và bên Vũ Dương Ô Tô thì chuyên bán các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà nhá. Đây là một chiếc xe máy dầu. Vâng, một chiếc xe máy dầu động cơ 2.5 số sàn, giá rất là thơm luôn, chỉ 500 triệu, hơn 500 triệu một chút thôi. Đấy, các bác đã có ngay được chiếc xe này rồi. Và bác nào mà yêu thì điện thoại ngay cho em nhá, đừng chần chừ rồi lại tiếc nuối một chiếc xe đẹp. Bên Vũ Dương Ô Tô chuyên bán những cái dòng xe giá rẻ. Vâng. Và chiếc Fortuner này cũng là một cái dòng xe mà được nhiều người yêu chuộng. Ở thị trường Việt Nam mình thì bán rất là chạy luôn. Và cái dòng này các bác mua về chạy dịch vụ thì tuyệt vời. Vâng, nói chung là giá thành hợp lý. Và cái mức tiêu thụ dầu nó chơi vào tầm khoảng 8 lít dầu trên 100 cây. Thì một mức tiêu thụ rất là ấn tượng luôn. Và cái dòng này đồ nghề thay thế sửa chữa rất là dễ dàng, không hề khó khăn một tí nào nhá. Nói chung là các bác thoải mái luôn, đến xem xe thích là nhích luôn con này. Và chiếc xe này thì đấy, đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô ở Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Form xe thì vẫn còn cứng luôn. Mặt catalan của xe form đời 2012 là form mới. Đấy, tận đến 13, 14 nó bắt đầu mới lên form, 14, 15. Đấy, và cái mặt catalan, đấy, toàn bộ nẹp chrome của xe là sáng trong luôn. Không hề có bị rách, không hề bị ố, không hề bị luật một tí nào nhá. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ cản trước của xe đây. Đấy, mặt catalan rất đẹp luôn. Hệ thống đèn của chiếc xe là đèn halogen. Em này thì sử dụng đèn halogen, bóng trong, bóng cốt bên ngoài, bóng pha. Và cái này thì là đang sử dụng đèn bi có chế độ. Những cái này là đèn của xe tương đối là căng nhá, nên là các bác về đi là cứ yên tâm là độ sáng thì không bao giờ phải suy nghĩ luôn. Đèn hơi mờ vàng theo thời gian, những cái này bình thường không cần phải đánh bóng. Đấy. Cản dưới của xe là sạch sẽ này và có đèn gầm. Đấy, đèn gầm sử dụng bóng halogen thường thôi. Thế còn về phần cản dưới xe thì cũng đã xì tút xì tát lại rồi. Em này thì có chạm một chút ở phía dưới nhá. Cái này thì bình thường không vấn đề gì nhá, đảm bảo cho các bác là không vấn đề gì. Đấy, không có lỗi. Đấy, còn đâu là phần căng này đằng trước này là không tránh khỏi. Đấy, nhưng mà được cái là đồng sơn xe đều đẹp, sạch sẽ. Đấy, đèn trong vắt luôn này. Đấy, về là các bác cứ yên tâm là chỉ có việc chạy thôi. Thời tiết bên ngoài nhiệt độ bây giờ đang là hơn 40 độ C các bác nhá. Hơn 40 độ C luôn. Đấy, tôn này, gân tôn cabo là còn nguyên. Đấy, gân tôn cabo. Và cái dòng này 2012 thì form nó rất là đẹp. Đấy, nhìn thì thực sự về cảm tưởng như là xe nó là đời 17, 18 gì đấy. Nhưng mà đây là một chiếc xe 22. Đấy, form đẹp. Và cái thời này thì dòng Fortuner là thật dòng xe bán chạy tại thị trường Việt Nam luôn. Đấy, tem độ quay AC nhá, ray sinh, Assistant Auto. Đấy, của tem rất là đẹp luôn, tem TRD Sportivo. Rất đẹp nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chất xe nó cũng từ cái bộ tem nó ra nó cũng đã quá là ok rồi. Lốp Bridgestone một dàn 4 quả 2021, dày như thế này. Đấy.
với la răng đúc, à, la răng này, đấy, la răng đúc nhá. Và phanh đĩa đây các bác nhìn này, bác chủ bác ấy để lâu đến mức độ mà han cả đĩa thì các bác biết là xe người ta đi ít như thế nào rồi. Đồng hồ công tơ mét em này là lăn bánh được hơn 8 vạn, nhưng mà nói thật với các bác là con này em mua về thì em phát hiện ra là con này bị tua rồi. Đấy, xe này bị tua, và tua thì nếu mà về kinh nghiệm cho thấy thì con này là rơi vào tầm khoảng 17 vạn. Vâng, 17 vạn năm 2012 thì nó cũng là bình thường. Xe không có dịch vụ, nhưng mà được cái là đấy, nhìn tình trạng nó vậy thì em báo vậy thôi. Tôn vỏ mỏng, đấy, không có bả tỉa nhá. Đấy, toàn bộ tiếng tôn là đều luôn và không có bả tỉa. Đấy. Còn xi nhan thì cái bầu này là hơi bị cũ rồi. Đấy, xi nhan tích hợp trên tay gương. Đấy, bầu gương có điều chỉnh điện cục xe đầy đủ. Và chiếc xe này thì gương chiếu hậu nó tương đối là to. Đấy, có điều chỉnh điện nhá. Còn bên trong thì kính của xe là toàn bộ là kính zin. Đấy, kính zin đây này. Đấy. Và em này thì được cái là dán phim 3M, nói là các bác nhìn vào bên trong không nhìn cái gì. Đấy, rất là an toàn, nó riêng tư cho người ngồi trong. Đấy, cửa này. Đấy. Đóng mở rất là chắc chắn. Đấy, với keo chỉ là xe keo chỉ là zin nhá, keo chỉ nguyên bản. Đấy. Răng cao su là không có rách mục. Nói chung về chất thì em này rơi vào tầm khoảng 70% so với xe cũ. À, xe mới xin lỗi các bác. Vâng, xe mới nhá. Còn về phần xe cũ thì chất này thì nói chung là tương đối là ok. Vì đây là một chiếc xe mà đã chạy được đến nay là 10 năm rồi. Chứ không bảo là xe chạy ít, đây là một chiếc xe chạy tương đối. Vâng. Với nội thất ghế của xe là vẫn còn zin nguyên các bác nhá. Đấy, kính điện là lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường 4 cánh. Trần của chiếc xe là trần nỉ đã được bọc ni lông nên là rất là sạch sẽ luôn. À, các bác nhìn này. Đấy, trần nỉ còn đẹp luôn nhá. Và phần nội thất ghế da của xe thì căng đét luôn. Da căng. Đấy, da là cũ theo thời gian rồi. À, bác chủ, bác tài xế thì được có thêm một cái áo lót lưng để nó đi đường nó không bị mỏi lưng. Đấy, khá là ổn áp luôn đấy ạ. Vâng, thế còn nội thất ghế bên này cũng thế này. Đấy. Thời tiết thì nắng mưa thất thường. Nói chung là sở hữu một chiếc xe như thế này đi lại vừa an toàn vừa tiện lợi. Đấy. Vô lăng củ số của xe thì nói chung là cũng tương đối theo thời gian. Đây này các bác này. Bảo làm sao mà em Vũ Duy ô tô báo các bác được. Vì đây này, nhìn vào những cái phím này người ta dùng nhiều. Đấy, tích hợp sờ nhiều. Đấy, còn vô lăng khâu da của xe là da zin, da nguyên đấy ạ. Khâu từ lúc mới bán đến bây giờ. Chứ không phải là vô lăng khâu lại đâu các bác nhá. Cái này là vô lăng nguyên bản. Đấy, và em đánh giá bằng cái phím đèn này này. Cái các cái hình này nó vẫn còn nguyên, rõ nét, chứ không đến mức độ là mòn hẳn. Mòn hẳn thì nó phải hơn 20 vạn cơ. Nhưng mà như này thì nói chung là tầm khoảng hơn chục vạn, 15 17 vạn so với kinh nghiệm thì em này là lăn bánh là 8 vạn 6. Nói chung là giờ thì buôn bán xe nó rất là đơn giản, không có gì cả. Đấy, gương gặp điện có luôn này. Đấy, bác thấy chưa? Vâng, có gặp điện đầy đủ nhá. À, gương chiếu hậu điều chỉnh điện cũng như là đèn đóm độ chiếu sáng của cái đèn bên trong này. Đấy, độ chiếu sáng của đèn bên trong đây. Đấy, hoạt động tất cả các chức năng là bình thường, không vấn đề gì. Và em này thì được cái là bác chủ có cái độ một cái màn OLED có cam lùi và cam hành trình tích hợp ngay trên đây. Đây là cam hành trình như này. Đấy, và cam lùi ở phía đằng sau nhá. Đấy, cam lùi ở phía đằng sau đây. Hoạt động rất là đơn giản. Nói chung là tất cả những cái chức năng này thì đều phục vụ các bác đi đường đi xa. Đấy, rất là yên tâm luôn. Và bên dưới này thì là điều hòa chỉnh cơ. Con này được cái là điều hòa rất là mát luôn. Cần số thì hơi mòn. Đây các bác bảo như thế này mà nó đòi là 8 vạn 6 thì hơi khó. Nhưng mà đấy, nhà em mua thì nó như vậy. Vâng. Tình hình cái này cũng đấy. Hơn chục vạn đấy các bác ạ. Vâng. Và đã phải cần số thì là zin. Nhưng mà cái này là để nguyên. Đây các bác nhìn này. Đấy. Thời tiết nắng nóng mà đến cái gimbal của em này. Cái gimbal để chống rung cho các bác ấy. Khi mà xem nó không bị tức mắt ấy. Mà nó đã phải gục xuống thì các bác biết là thời tiết nắng nóng như thế nào rồi. Đấy, toàn bộ ốc bản lề là chưa có động chạm. Ốc bản lề vẫn còn căng. Ốc bản lề cánh trước này. Rồi cánh sau. Đấy. Nói chung là theo thời gian 5 tháng thì sẽ có những cái chi tiết nó không được như ý muốn. Nhưng mà được cái là con này thì tương đối là ngon. Đây các bác nhìn này. Đấy, ui xời, đinh cột nó còn nguyên như thế này mà. Vâng, rất là ok. Nói chung là dòng này thì được cái là chạy rất sướng luôn. Đấy. Đi đường trường rất là thoải mái. Và máy dầu 2.5 thì nó vừa là tiết kiệm dầu, vừa là lành, đấy, vừa là bền. Đấy.
Cái hàng ghế thứ hai thì ngồi cũng rất là thoải mái nhá, gây toàn bộ da của xe là đều là da nguyên bản từ lúc mới mua đến bây giờ. Đấy, có cái lót sàn này là sàn này là đã được độ sàn mới này, vì là dưới sàn nỉ nó còn nguyên. Đấy, cái này là không phải là bị hỏng sàn, mà cái này là do bác chủ bác ấy thích độ cái sàn này lên nhá. Đấy, cái đấy thì không vấn đề gì. Đấy, còn nội thất bên trong thì tương đối là mới sạch. Đấy, dàn lốp sau à. Đấy, 4 quả lốp Bridgestone mới tinh 2021 mà xe thì chạy ít nên là đâm ra là lốp dép của nó còn toàn găm sỏi ấy các bác. Cua lốp không có mục mọt nhá, và sắt si thì đấy theo thời gian rồi. Cái này thì rửa dọn đi cái là xong thôi. Vâng, xe thì về chất của xe tương đối là cứng. Đấy, tổng thể là cứng luôn. Và em này thì không gắn cảm biến lùi phía đằng sau, nó chỉ có cái cảm biến có sẵn thôi. Và bên lốp sơ cua đây. Đấy, lốp sơ cua và gầm cầu sau này. Vì đây là một chiếc xe dẫn động cầu sau nhá. Đấy, các bác nhìn này, vẫn còn như mới luôn. Đấy, vẫn còn đẹp, sạch sẽ. Đấy, chưa có dọn rửa đâu, chứ nếu mà dọn rửa lên rồi thì nó các bác là như mới rồi. Đấy, hàng ghế thứ ba thì đã được gập xuống và ta có một cái không gian để đồ ở đây cực kỳ là rộng luôn, thoải mái luôn. Và chiều ngang thì gần đến 1,4 m, rộng hơn rất nhiều các cái dòng xe thông dụng phổ thông. Và đây là một cái chiếc xe gầm cao các bác nhá. Đấy, điều hòa cửa gió vùng sau có hết. Đấy, đồ ngà kích lốp đây. Đấy, đầy đủ không thiếu cái gì. Đấy, nói chung là về dòng này thì các bác nào mà hay đi đường, các bác đi những cái dòng này thì rất là yên tâm, vừa lành vừa bền, mà giá xe thì cũng tương đối không đắt một tí nào. Đấy, không đắt nhá, vì đây một dòng xe của Nhật Bản, các bác đi rất là yên tâm và tin tưởng luôn. Đấy, toàn bộ cột này nó đẹp như này. Đấy, cột đây đều đẹp sạch sẽ. Đấy, hậu này còn ngon. Đấy, hậu này còn căng luôn này. Đấy. Và em này là một chiếc xe Innova G 2012 2012 và bên em Vũ Duy Ô Tô đang bán cái chiếc xe này với cái giá là chỉ có 520 triệu đồng thôi các bác nhá. 520 triệu đồng một chiếc xe Toyota Fortuner. Đấy, G rất đẹp. Đấy, con này thì được cái là nội thất này vẫn còn sạch sẽ, ngon lành, êm mượt. Đấy, keo chỉ bao nét cho các bác luôn. Đấy, toàn bộ tôn cánh của xe là bao nguyên bản. Đấy, không có lỗi lầm. Thời tiết nắng nóng này nói các bác chứ ngồi trong xe vẫn là sướng nhất, đi ra ngoài giờ vất vả lắm, khổ lắm. Vâng, nhưng mà trời nắng thế này mình sắm một con ô tô đi, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, lại còn kiếm ra tiền. Như cái dòng này các bác về các bác có thể là chạy dịch vụ cũng được, hoặc là đi gia đình cũng rất là yên tâm. Nhiều bác thì cứ chê bảo là đi gia đình thì con này tốn xăng tốn dầu, thế nhưng mà thực sự với các bác là xe to như thế này, xác nặng như thế này, đi nó sướng như thế này thì đương nhiên nó phải tốn xăng tốn dầu chứ. Bây giờ lại mua một con xe mà thích nó phải là tiết kiệm xăng nhưng mà nó lại to thì nói thật các bác nó là điều nghịch lý các bác ạ. Và không thể, nó là điều không thể luôn đấy ạ. Đấy, lên ngay, máy dầu nổ khá là giòn. Đấy, và đấy các bác nhìn này, vòng tua rất thấp nhá, máy dầu nổ êm giòn và đồng tua rất thấp luôn. Em này thì đang sử dụng động cơ máy dầu DID. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe là rơi vào tầm khoảng đây, mở cái nắp capo đã. Vâng, mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe là rơi vào chỉ khoảng tầm 7 đến 8 lít dầu trên 100 cây thôi. Rất là tiết kiệm luôn các bác ạ. Và cái dòng này thì nó rất là kiệm dầu nhá. À, rất kiệm dầu luôn. Động cơ máy dầu đi 4D này. Đấy, máy số là còn zin luôn. Turbo khô sạch, ngon lành thế nào. Đấy, máy là còn zin nhá các bác nhá. Máy nổ giòn luôn đấy ạ. Đấy, các bác nào mà thích ngắm thì em mở luôn hơi thừa. Máy dầu thì thường thường là hơi thừa của nó sẽ rất là căng. Đấy, nhưng mà chiếc xe này thì em cứ tự tin em mở hơi thừa cho các bác thôi. Ui giời, chặt. Cái này nắp rất chặt luôn. Nếu mà các bác nào thích mua xe, tí nữa em sẽ làm video chi tiết về cái phần máy này. Còn đây các bác nhìn này, máy là zin từng con ốc luôn này. Ốc zin đấy các bác nhá, chưa có động chạm tháo mở cả. Đấy, máy dưới còn zin này, khô ráo này. Đấy, không có ẩm dầu nhá. Em này là không có ẩm dầu đâu, còn nguyên luôn. Đấy, ABS này, bơm dầu này, trợ lái có tí là đầy đủ, ngon lành thành đà. Sườn tai hai bên này còn ngon nguyên. Đấy, còn đây này, cái dưới này các bác nhìn này. Đấy, cái thanh dưới này
Đấy, thanh dưới thì nó có quẹt tí thôi, không vấn đề gì nhá, không ảnh hưởng gì. Đây này, đấy, có quẹt tí nhưng không ảnh hưởng gì một tí nào luôn đấy các bác nhá. Ok, nói chung là về chất xe thì đây là một chiếc xe tương đối là cứng. Vâng, cứng xe luôn ạ. Các bác chạy đường trường thì rất là yên tâm. Đấy, máy gầm bền bỉ và lành. Dòng này thì nói chung là nó là đã được minh chứng qua rất nhiều thời gian rồi, nên là cái đấy thì các bác khi yên tâm là không bao giờ phải suy nghĩ luôn nhá. Đấy, một dòng xe rất là lành bền với cái giá 520 triệu đồng. Xe vừa về xong chưa kịp dọn dẹp. Rồi. Chưa kịp dọn dẹp một tí nào luôn các bác nhá. Gầm sáng sạch sẽ, ngon lành, máy nổ êm giòn. Đấy, và bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì alo ngay cho em Vũ Duy Ô Tô qua số điện thoại 0869158926 các bác nhá. Xe đang có mặt tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đấy. Vâng, đây là nắp bình dầu của nó còn ghi rất rõ diesel, và cái nắp này nó còn nguyên đẹp như thế này mà. Vừa nãy em mở nhầm ở trong kia. Vâng, hai cái dầu với nắp cabo nó giống nhau. Nó sát nhau. Ok, cảm ơn các bác nhá, và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy Ô Tô. Máy dầu gầm cao khỏe khoắn 520 triệu đồng đang chào đón các bác. Xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt.